Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, sang tới ngày hôm nay thì vùng hội tụ gió yếu đi và vùng thấp phía Tây lại chiếm ưu thế, nên miền Bắc lại chuyển nắng mạnh và nền nhiệt độ tăng cao. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng từ 35-37 độ. Nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở khu vực Đông Bắc Bộ và cục bộ tại Tây Bắc. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai thì trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ở mức từ 30-32 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay trở đi, miền Bắc sẽ lại bước vào một đợt mưa dông trên diện rộng mới, kéo dài từ nay đến ngày 2 tháng 8. Cục bộ sẽ có những nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm trên đợt. Tháng 8 với thời tiết mát mẻ và dễ chịu, nhưng đây cũng là tháng mưa nhiều và các hiện tượng thiên tai như là bão, lũ, nhất là tình trạng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc cũng gia tăng, nên người dân cần hết sức cảnh giác. Với miền Trung, tình trạng nắng nóng vẫn sẽ còn kéo dài. Trong ngày hôm nay, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Khánh Hòa vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày duy trì trong khoảng từ 36-38 độ. Riêng các tỉnh thành Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi vẫn là những vùng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 38-39 độ. Chỉ riêng khu vực từ Ninh Thuận, Bình Thuận do nằm sâu ở phía Nam nên có mức nhiệt nắng không cao, phổ biến từ 33-35 độ. Dự báo tình trạng nắng nóng diện rộng ở các tỉnh thành phố miền Trung sẽ kéo dài sang cả tháng 8 và đến khoảng ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 8 thì nắng nóng ở miền Trung mới giảm dần. Ở phía Nam, trong ngày hôm nay trời có nắng gián đoạn nhưng đến trưa ở một vài nơi sẽ bắt đầu có mưa. Thời điểm mưa to sẽ tập trung trong khoảng từ 13-16 giờ chiều với vùng tâm mưa là các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh hay là tại khu vực ven biển các tỉnh Kiên Giang và Cà Mau. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-60mm, thậm chí có nơi trên 80mm trong vòng 24 giờ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành phía Nam ít thay đổi. Ở Tây Nguyên nhiệt độ chỉ phổ biến trong ngưỡng từ 28-31 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ là từ 30-33 độ. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Hòa Bình, Sơn La ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Riêng Sơn La, Hòa Bình là từ 33-36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Nam từ 34-36 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.
Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.